Các cụ này là biết cây này đấy. Đang hỏi mai xanh đấy. Kia. Hình như ở đây. Đây, chắc là đây. cây của Lê Minh Tuấn vẫn thế, chưa có gì mới. Phèn đen, phèn đen này là chơi rất hay nhé, mà chuyên mọc bùa rào nhé. Chuyên mọc bùa rào mà lại rất dễ sống, có quả nha các bác nhé. Đấy, lá lộc rất đỏ. Phèn đen đấy. Mấy triệu cây này bác? Ui, còn 500 bạc. Đấy, cây này chơi đẹp lá đỏ. Cây đấy nghệ thuật mạng ấy. Cây đấy nghệ thuật nhỉ? Hai thân nó ôm vào nhau, 3 triệu rưỡi. Xanh cứ như Nam Điền nhỉ? Nó là xanh quê nhưng nó đẹp. Nó nó đấy. 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 3 triệu à? Tuấn này đang hỏi cái trang kìa. Cái trang đây Tuấn ơi. 3 triệu. Đấy, mật trong một người á, từ sáng giờ ai mà hỏi cái này. Thế cho cái ăn rồi đấy. Dáng cái nào dáng gì anh? Dáng đấy, có thế đấy. Dáng chuẩn bị đi nhau. Nó đang dùng lột qua ghế. Ờ, cái mẹ anh như cái này rồi đấy. Em của nhà đó. Hả? Chắc. Chắc. Oro à? Oro đó. Ừ. 4 đô rồi đấy. 30 người à? Oro 30 người à? Sao lại phi 10 nữa nào nhé? Hôm trước có ông nào mua cây xoan chưa anh? Chưa. Chưa à? Chỉ 10 thôi. Nếu tính theo sắt xây dựng là con này. Banh này chỉ 10 thôi. Chẳng 10. Phi 20. Ấy dạ. Đấy là tính theo sắt xây dựng. Cái nào mà thế nói thế với trang vanh anh vanh đang bỏ vanh phân đấy là đúng rồi vanh mười đúng không hơn 3 phần đấy hơn 3 phần hôm nay chỉ 10 cái đâu ra mà mua rồ em nhìn em thấy vanh à 10 thôi quan trọng là giao dịch xong chứ luôn. Cái nhau kích thước mệt quá. Vanh nhân vanh rồi trừ hai nhân không phải tám nhỉ? 3.14. Chu vi. Đường kính. Nói vanh nhiều ông không hiểu chu vi. Vanh nhân vanh rồi đường kính nhân bi. Bi à? Đấy. Bài toán đấy toàn dân chuyên toán ở đây là, đi bán cây là đưa cái bài đấy là cô giáo say sắn bảo nghỉ hôm nay các em tạm nghỉ mình chưa được học chứ không phải là mình không biết đúng không có đấy tôi đi sơn tràng nhiều đấy cô giáo ốm đúng cái bài tính chu vi hình tròn để cho các bác cái thảo luận. Ui rồi, người Hùng đến từ bản Lác đấy. Lâu lắm mới gặp. Hôm trước đi qua nhà anh đấy. Ở chỗ nhưng mà chả thấy ai, có mỗi cây. Hôm anh đi bản Lác ấy. Hôm đi Aeon Hà Đông đi qua và thích quá nhìn mấy cây này quen. Anh mới cải tạo là. Thế nhà ở đấy luôn hay là nhà ở trong làng? Nhà anh nhá, cách đấy khoảng mấy chục mét. Cái chỗ đấy là đất nhà mình à? Ừ. Đất đẹp thế. Anh mới cải tạo qua đẹp chiều sáng qua. Đất đẹp quá. Mấy hôm nữa vào cho anh một nhịp lên trên công vi cho nó. Ok, và hôm trước vào nhưng mà chả thấy ai lại đi về. Ừ, anh đi nếu có số của Tầm Việt thì gọi Tầm Việt thì lúc nào gọi ở nhà. À. Đúng hôm anh đi bản lác biết gì đấy. À đây, có cái cây cổ này này. Hay ho này. Bao nhiêu tiền đấy anh? Nhiều. Cái này à? Rồi.
giá bán ra là 25 phát. 25 triệu. Đọc số đi, nổ số. 0983 16 1698. Đấy. Người Hùng đến từ Bản Lác, Hà Đông. Hôm đấy là đi đâu anh? Anh làm sự kiện. À đấy, cái này chỉ là tay trái thôi. Cái đấy mà chuyên âm thanh ánh sáng, DJ, tổ chức sự kiện. Đấy, không chỉ cây mà còn cả sự kiện. Cái này bao nhiêu không? Cái đấy là 6 triệu rưỡi. À, xi tay chuột. Nhỏ xi tay chuột rất già. 6 triệu rưỡi. Đấy. Tuần lễ xả hàng tiêu Tết. Quá nhà, hóa nhà anh gần nhà em quá, hơn cây số. Ừ, thì nhà em thuê ở đấy, chú có góc cái gì? Đâu em mua đấy mà. Mua đấy. Một tí thôi. Đi vào thì anh đi bộ cũng được. Em mới biết cái đường ấy chứ. Đi ra Hà Đông trước rồi còn chiếc vòng đằng kia. Giờ đi đằng này xong rồi ra ngon thật, đường to thế. Đấy, qua vườn cả là eo này luôn. Và hôm trước có cái đám cưới nó chắn ở đấy thì đi lanh quanh phải đi vào nhà anh, thế là thấy ngay vừa mấy cái cây thì quen thế. Nhưng mà chả thấy người đâu. Cây xanh cổ rất là giá trị đấy. Tùng rất đẹp, triệu tám. Đấy, làm ở cái tùng như này nó chưa thụt này. Dễ này, già gọn gàng, già tự nó gọn gàng luôn. Chứ mới thì nhìn nó rối, mà già rồi nhìn nó rất là gọn. Dành cho tín đồ mê dáng cổ. Xanh cũng thuộc thể loại xanh búp hồng ấy chứ. Xanh búp hồng. Ta mua thôi đúng không? Thích ta mua. Không thích ta cũng vừa mua. Tiền tiền thôi. Lạch ra cái chi thôi mà. Đấy, thì ta mua thôi. Không đi được đời đâu. Đấy, chỗ này đông thế. Mình không có lối mà ra. Để đi ra phải. Đấy, ai à, ngâu này. Đấy, ngâu có hoa này. Mấy cây đi xong đi vào nhà vườn cũng mua được mẹ rồi. Đấy, ngâu có hoa này. Đấy, cây này là bao nhiêu tiền đấy anh? Xấu hơn cây của mình rồi. Triệu rưỡi. Triệu rưỡi cây ngâu. Đấy, hoa vẫn còn để lại đây. Vừa nặng. Mưa ngâu. Cục này bao nhiêu anh? Cục đấy 5 đồng rưỡi. 5 đồng rưỡi. Hôm nay đầy đủ 5 năm. 5 năm. Ôi. Đấy. Nhìn cũng cục kịch đấy. Năm nhăm. Thì sao lại được để nằm ngủ này? Ôi trời. Xin đi được.
đi này được nhưng mà chốt cắt nó hơi bị to, chắc phải xử lý sẹo. Đấy, video này cho nó nhẹ, cái này được, trực khá là ổn. Biết kinh chưa? Đấy, như dãy Trường Sơn. Quế. Rồi các bạn.